Thưa quý vị, nhiều người cho rằng những ca F0 đã bình phục và khỏi Covid-19 đều sẽ khỏe mạnh và không bị biến chứng gì. Tuy nhiên, một nghiên cứu từ dữ liệu của hệ thống chăm sóc y tế tích hợp lớn nhất ở Mỹ đang cho thấy Covid-19 gây tác động lâu dài về tim mạch ở cả những bệnh nhân nhẹ và không cần nhập viện. Theo nghiên cứu mới, trong, trong quá trình xem xét để xuất bản trên tạp chí Nature, tổn thương tim do COVID-19 gây tác động vượt xa giai đoạn đầu của bệnh. Các chuyên gia phát hiện ngay cả khi những người mắc COVID-19 không nặng tới mức phải nhập viện, vẫn có nguy cơ bị suy tim và gặp vấn đề cục máu đông, gây nguy cơ chết người một năm sau đó. Khả năng bị biến chứng tim gây chết người ngày càng tăng ở những người khỏi bệnh COVID-19 lên tới hàng trăm triệu người trên toàn cầu, có thể khiến vấn đề này trầm trọng hơn. Dữ liệu được thu thập từ hệ thống chăm sóc y tế tích hợp lớn nhất tại Mỹ.